có bạn nào cũng đam mê những phim sử thi châu Âu, những cuộc chiến thời Trung Cổ, và đặc biệt là vẻ đẹp của những tòa lâu đài, pháo đài cổ xưa như HK Việt Đức không? Có ai đã từng ghé thăm những cung điện, những pháo đài, lâu đài cổ nghìn năm tuổi như thế ở nước Đức rồi? Nếu chưa thì hôm nay HK Việt Đức sẽ dẫn mọi người đi thăm một nơi như thế. Mình và mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những ngóc ngách trong tòa pháo đài cổ, cùng tìm hiểu những vẻ đẹp lịch sử lâu đời mà người xưa để lại tại nơi đây. Mình là HK Việt Đức. Chúc mọi người có một trải nghiệm xem clip thật là thú vị. Tại nhà ga trung tâm. Vẫn như thường lệ thì mình sẽ phải khởi hành từ nhà ga trung tâm. Từ đây thì mình sẽ bắt tàu điện nhanh đến khu di tích lịch sử. Đằng xa kia thì mọi người có thể nhìn thấy những chiếc tàu điện rất là hiện đại, nhìn giống như là đầu máy bay ấy nhỉ. Không khí ở nhà ga trung tâm thì lúc nào cũng nhộn nhịp như thế. Người người vội vàng chạy để bắt tàu. Đó, mọi người có thể thấy rất là vội. Tàu của mình đây rồi. Mình sẽ bắt tàu này đi đến khu di tích lịch sử. Và chuyến tàu sẽ kéo dài trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù là sẽ phải ngồi tàu trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tàu chạy rất là nhanh và êm. Vì thế mà rất thích hợp cho những bạn nào mà có nỗi sợ say tàu xe giống như là HK Việt Đức. Vậy là mình cũng đã tới nơi rồi. Đây chính là nơi có lịch sử vô cùng lâu đời ở nước Đức, nơi mà mỗi năm thu hút hàng nghìn khách du lịch tới đây viếng thăm. Đó chính là pháo đài cổ Burghausen. Một pháo đài cổ nằm tại thành phố Burghausen, miền đông nam nước Đức. Đây là khung cảnh nhìn từ phía trên cao của tòa pháo đài. Pháo đài Burghausen thì tọa lạc trên một ngọn đồi cao nằm phía bên trên của thành phố Burghausen và giáp với biên giới nước Áo. Hai mặt thì nhìn ra dòng sông răng rắc thơ mộng. Có một điểm rất là lạ, đó là tuy rằng cùng một dòng sông nhưng mà mặt giáp với biên giới nước Áo thì lại có màu xanh trong nhìn rất là đẹp. Mặt còn lại thì có màu hơi đục bên trong nhìn rất là lạ luôn. Tòa pháo đài này thì được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, cụ thể là vào năm 1025, tức là tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã có tuổi đời lên đến gần 1.000 năm. Tuy nhiên thì các kiến trúc thời Trung Cổ trong và ngoài pháo đài thì vẫn được giữ gần như là nguyên vẹn cho đến thời điểm hiện tại. Pháo đài Burghausen thì có chiều dài hơn 1.000 mét, là pháo đài nhà thờ dài nhất thế giới. Nó được xây dựng với mục đích ban đầu thì là nhằm bảo vệ chống lại các cuộc tấn công thù địch. Qua nhiều thế kỷ thì lâu đài đã được liên tục mở rộng và cải tạo để phù hợp với các nhu cầu của thời đại. Nó đã phục vụ như là một lâu đài cư trú cho các công tước Bayern thời xưa. Vào thời điểm chiến loạn thì các công tước Bayern Landshut thường không cư trú tại Landshut mà sẽ đưa cả gia đình cùng với lại tất cả những của cải châu báu về trong tòa pháo đài này để cố thủ. Chạy dọc xuyên suốt khu pháo đài ở cả hai bên thì là những bức tường thành cực kỳ chắc chắn như thế này. Cứ cách khoảng 10 đến 15 mét thì sẽ có một tháp canh. Ngày xưa thì trong mỗi tháp canh sẽ có một người lính đứng ở đây với trang bị đầy đủ vũ khí, nhìn về hai phía của khu tường thành để canh gác. Khi mà có bất kỳ dấu hiệu nào của sự xâm lấn của kẻ địch thì sẽ báo động. Hiện tại mình đang đi lên một trong những tháp canh ngày xưa, nơi mà ngày xưa những binh lính của các vị công tước sẽ đứng ở đây với đầy đủ các trang bị vũ khí, sẽ bảo vệ tòa thành này khỏi sự xâm lấn của các kẻ địch từ bên phía bên ngoài đi vào. Đứng ở mỗi ô cửa này sẽ là một binh sĩ với súng ống, gươm giáo. Khung cảnh nhìn thì cực là đẹp luôn. Là hình ảnh người hướng dẫn viên du lịch của khu pháo đài này trong trang phục của người dân thời ngày xưa. Hầu hết tất cả những hướng dẫn viên trong pháo đài này thì đều ăn mặc như thế.
và giới thiệu lịch sử của tòa pháo đài cho những vị khách du lịch đến đây ghé thăm. Phía dưới nơi mình đang đứng đây là thành phố Burghausen, nằm ngay phía bên dưới chân của tòa pháo đài. Bây giờ thì cùng mình vào phía bên trong của khu pháo đài chính, nơi mà các vị công tước ngày xưa sống, để khám phá nhé. Con đường duy nhất dẫn vào phía bên trong của tòa lâu đài chính là cây cầu dài 27 mét mà mọi người có thể nhìn thấy ở phía xa xa kia. Cây cầu này thì được bắc qua một con mương được đào sâu khoảng 8 mét. Đây cũng chính là đặc điểm chung của tất cả các pháo đài thời Trung Cổ mà mọi người thường hay thấy ở trên các bộ phim sử thi ở trên TV ấy. Với thiết kế như thế thì sẽ tăng khả năng phòng thủ cho khu vực trung tâm của pháo đài, đồng thời sẽ khiến cho việc xâm nhập từ kẻ thù trở nên vô cùng khó khăn. Để đi vào trong thì chúng bắt buộc sẽ phải đi qua cây cầu này, nơi mà tập trung lực lượng canh phòng nghiêm ngặt nhất, qua đó thì giữ cho các vị công tước sống ở phía bên trong được an toàn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì đó là câu chuyện của hàng trăm, hàng nghìn năm trước rồi. Còn bây giờ thì mọi người có thể ra vào tòa pháo đài này rất là dễ dàng. Thông qua cổng thành này thì mọi người có thể đi vào pháo đài mà không cần phải lo sợ phải trải qua bất kỳ sự kiểm tra hành chính nào. Hiện tại thì mình đang đứng ở cổng Sphinger, tuyến phòng thủ cuối cùng của tòa pháo đài Burghausen, trước khi tiến qua cổng nhỏ nhỏ xa đằng kia để đi vào phía trong trung tâm chính của khu pháo đài này. Ở đây như mọi người thấy lại là một sự phòng thủ từ xa cực kỳ chắc chắn. Trên các bức tường thành thì là các trận địa bắn. Mỗi một lỗ nhỏ như thế này thì đằng sau bức tường cực kỳ dày sẽ là một binh sĩ với trang bị súng ống đầy đủ, sẵn sàng xả súng vào kẻ thù xâm phạm để bảo vệ tòa thành. Nhìn nó rất giống như là lỗ Chô Mai ở Việt Nam mình ấy. Như mọi người thấy, vì là tuyến phòng thủ cuối cùng nên là ở trên bức tường có rất nhiều các lỗ bắn như thế. Đây chính là sân trong và cũng là khu trung tâm của tòa pháo đài, nơi mà các công tước cùng gia đình mình sinh sống và được bảo vệ bởi các tường thành cao. Có một đặc điểm khác của tòa pháo đài lâu đài này, đó chính là các tòa nhà được xây dựng riêng rẽ và liền kề nhau. Thay vì là giống như những tòa lâu đài khác ở nước Đức, trong đó thì các tòa nhà thông liên nhau tạo thành một sảnh dài và rộng. Vì thế mà vào các buổi lễ hóa trang để đi được đến tòa sảnh đường này thì các công tước cũng như là các vương công quý tộc bắt buộc phải đi bộ như người dân bình thường từ nơi ở đến đây và đi lên cầu thang phía bên trên bên ngoài này để đi vào trong sảnh đường. Nằm ngay phía dưới cung điện nơi mà các vị công tước ngày xưa sống thì là một căn hầm nơi mà các binh lính sẽ nghỉ ngơi cũng như thay ca ở đây. Mọi người biết đây là cái gì không? Đó chính là những viên đạn tròn bằng đá được sử dụng cho những cỗ máy bắn đá trong các cuộc chiến tranh thời xưa. Ở trong các bộ phim sử thi thì mọi người sẽ rất quen thuộc với những viên đạn đá kiểu này. Vui quá mọi người ơi. Một điều ngạc nhiên mình vừa gặp được ở nơi pháo đài Burghausen này. Mình tính mua vé ở phía bên trong Palace, tức là nơi cung điện, nơi ở của các vị công tước ngày xưa ấy. Đến khi mình xuống mua vé
thì mình phát hiện ra là mình không đem theo tiền mặt, mình chỉ có thẻ bên thôi. Mà ở đây trả thẻ thì người ta chỉ cho trả từ 10 euro. Thế là mình nghĩ là thôi, thế là không vào được xem cung điện của các vị công tước rồi. Mình đang tính đi về thì anh ấy hỏi là mình đi một mình hay đi theo nhóm. Mình bảo đi một mình. Thế là anh tặng luôn cho mình cái vé này, không đồng nhá. Cực kỳ là thân thiện luôn, dễ thương. Bây giờ thì vào trong xem nhé. Hiện tại thì mình vào bên trong tòa viện bảo tàng mọi người ơi. Ở đây thì người ta trưng bày những cái hiện vật từ thời rất là cổ xưa, từ nghìn năm trước ấy. Mọi người có thể thấy ở đây những bức tranh điêu khắc bằng gỗ, rồi thì cả nơi trưng bày sách này. Và đặc biệt ở đây, mọi người biết cái gì đâu? Chính là hòm đựng châu báu của cải của các vị công tước ngày xưa ấy. Từ thời xưa khi mà vào thời chiến loạn thì các vị công tước người ta đưa gia đình, con cái, rồi cả của cải luôn đi về phía tòa lâu đài này để lánh nạn. Thì châu báu của họ thì người ta để trong những cái dương như thế này. Dương này thì mọi người khi xem phim sử thi thì nhìn thấy rất là nhiều, đúng không? Cổ lắm này, cả nghìn năm tuổi ấy. Tranh của vị sơ, tranh của các vị công tước. Còn đây có lẽ là giường ngủ của một trong các vị công tước ngày xưa. Ngay ở phía bên cạnh thì mọi người có thể thấy, đây mọi người có thể thấy, đó chính là áo choàng của vị công tước được làm bằng lông. Người ta bảo quản rất là kỹ ở trong tủ kính này. Tuổi đời thì lên đến gần nghìn năm rồi. Đây là tranh của một trong số các vị công tước thời đó. Đây giống như phòng nghị sự ấy, nơi mà các vị công tước cùng với lại các vị vương cung quý tộc sẽ vào trong này và họp bàn về chiến sự cũng như là tình hình kinh tế, giống như kiểu như phòng họp ngày xưa ấy. Dọc bên hai khu hành lang của viện bảo tàng thì người ta trưng bày những trang bị của quân lính bảo vệ pháo đài thời ngày xưa. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy gồm có mũ sắt này, đó chính là mũ sắt. Bên cạnh thì có các vũ khí như là giáo, mác, giống như mọi người thường xem ở trong các bộ phim sử thi của châu Âu ấy. Nếu ai mà đam mê các bộ phim sử thi hay là các bộ phim chiến tranh thời Trung Cổ như là HK Việt Đức thì chắc chắn sẽ không xa lạ gì với lại những trang bị như thế này. Một điểm nổi bật của khu pháo đài này mà mình nghĩ bất kỳ ai tới đây viếng thăm cũng không nên bỏ qua, đó chính là nhà nguyện Thánh Elizabeth, được đặt ở ngay phía bên trái cổng vào của viện bảo tàng cung điện các công tước. Thánh Elizabeth thì là dì của công nương Elizabeth, vợ của công tước Henrik XIII, một nữ tu được phong thánh vào năm 1235. Và vào các ngày trong tuần thì các vị công tước đưa vợ con, các vương công quý tộc và người hầu cận của mình đến nhà nguyện này để cầu nguyện sức khỏe cũng như là sự bình an cho các thành viên trong gia đình. Mình nghĩ có lẽ là niềm tin vào các đấng thần linh của người xưa còn cao hơn so với thời điểm thời nay rất là nhiều. Người ta có thể cầu nguyện hàng ngày được luôn, không phân biệt là dân thường hay là vương công quý tộc thì cầu nguyện luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người dân vùng Burghausen.
mọi người có thể thấy hình ảnh cũng như dáng dấp của tôn giáo tín ngưỡng nhà thờ hiện hữu ở khắp mọi nơi trong tòa pháo đài này luôn nhé. Chứng tỏ cái niềm tin của người Bavarian ngày xưa vào Thiên Chúa giáo cực kỳ là lớn luôn. Đâu đâu cũng có hình ảnh của tôn giáo nhé. Đây là hình ảnh ông Gioan Tẩy Giả đang làm lễ cho Chúa Giêsu ở trên dòng sông. Phía bên cạnh thì là hình ảnh của các vị giáo hoàng thời ngày xưa. Còn đây là tượng mà quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Chắc mình cũng không cần phải giải thích nhiều nhỉ. Mình đang đi lên tầng trên cùng của viện bảo tàng, nơi mà trưng bày các bức tranh về các cuộc chiến thời Trung Cổ. Trên đây là tranh của các cuộc chiến ngày xưa này, mô phỏng lại những cuộc chiến đấu của các vị công tước với quân lực thù địch ngày xưa ấy. Nhìn nó cũng giống như trong các bộ phim sử thi thôi. Toàn bộ viện bảo tàng thì ngập tràn trong sắc màu lịch sử. Đâu đâu cũng là những bức tranh được vẽ từ thời xa xưa, tuổi đời có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là nghìn năm tuổi. Mình đang trên đường đi lên sân thượng, hy vọng là có thể nhìn ra bên ngoài toàn bộ khu cảnh của tòa pháo đài này. Đẹp không mọi người? Đây chính là khung cảnh. Phía bên dưới kia chính là dòng sông Giang Giác, nằm ở bên phía nước Đức. Dưới kia là dòng sông Giang Giác. Nhìn sang bên phía nước Áo. Đây là điểm cao nhất trong tòa pháo đài. Vì vậy mà khi đứng ở trên đây, mọi người có thể quan sát toàn bộ khung cảnh phía dưới của pháo đài cũng như là thành phố Burghausen. Và đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến tham quan khu pháo đài nhà thờ 1.000 năm tuổi của mình. Đó, thế là mình cùng mọi người cũng đã dạo xong hết một vòng khu pháo đài của Burghausen rồi. Nếu ai mà đang sinh sống và làm việc tại Đức thì mình khuyên là nên ít nhất một lần đến thăm khu pháo đài cổ này để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp lịch sử mà người xưa để lại tại nơi đây. Chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ hối hận đâu. Mọi người thấy clip hôm nay thế nào? Nếu mọi người thấy thú vị thì cho mình xin một lượt yêu thích và giúp mình chia sẻ kênh HK Vì Đức nhé. Sự ủng hộ của mọi người là tiếp thêm cho mình rất là nhiều động lực để cho mình có thêm nhiều cảm hứng hơn nữa, quay nhiều clip đẹp hơn nữa về cuộc sống tại Đức cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì chào cả nhà.